chào chương trình Việt Nam Tươi Đẹp. Hello. Ngày hôm nay Trang cảm thấy rất là vui khi mà được Việt Nam Tươi Đẹp cho Trang cơ hội được giới thiệu quê hương của mình, đó là Đồng Nai, Long Khánh, là nơi Trang sinh ra. Trang rất là tự hào về cái nơi của mình sinh ra này, bởi vì Trang có một cái tuổi thơ rất là đẹp ở đây. Quê hương của Trang thì có rất là nhiều điểm nổi trội, nhất là ở cái khu Long Khánh này. Trang nghĩ là không cần bây giờ Trang phải nói mà tất cả mọi người cũng biết rồi, đó là nhắc tới Long Khánh thì người ta nhớ tới những cái vườn trái cây xum xuê ở Long Khánh. Đó là những cái vườn trái cây như là chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, vân vân. Ngoài ra còn có rất là nhiều cái đặc sản ở Long Khánh như cà phê, tiêu, rồi cacao, người ta trồng cacao nữa để xuất khẩu vân vân. Thì ông xã của Trang á là chắc là các bạn cũng đã biết rồi, đó là anh Johan. Thì anh Johan là người Thụy Điển. Đây là bé Son. Angelina, say hi to everybody. Dạ con chào các cô chú. Trong cái chuyến đi này á thì Trang vui thêm một điều nữa là không chỉ Trang đưa ông xã Trang với bé Son lâu lâu về thăm ngoại, lâu lâu về thăm quê hương của mình, Trang còn rủ được một người bạn, đó là MC Quốc Bình. Xin chào tất cả quý vị khán giả của Việt Nam Tươi Đẹp. Thực ra thì Long Khánh, Quốc Bình đi qua đi lại nhiều lần lắm rồi. Đi làm chương trình thì có đi qua, nhưng mà nói rằng là để tham quan thì chưa bao giờ. Mà nghe Đoan Trang mô tả về Long Khánh thời tuổi thơ của mình thì Quốc Bình thấy rất là thú vị, và ngày hôm nay rất là náo nức để được cùng khám phá. Và bây giờ cũng gần tới nhà của Trang rồi mọi người ơi. Sắp tới nhà rồi, coi chừng lố nha. Ông ngoại đang chờ mình. Wow, nhà đẹp quá. Ngày hôm nay con về đây thì đúng dịp là Trung Thu, là gọi là Tết đoàn viên. Thì con có một món quà này để gửi tặng tới hai bác. Cũng là một ngày đoàn viên của gia đình mình. Con gửi tặng hai bác ạ. Dạ. Quà này. Quà. Cảm ơn Quốc Bình nhiều nha. Cảm ơn Quốc Bình. Đây là tấm hình cưới đúng không? À đúng rồi. Right, can I say something about this? Yeah. When we got married, Trang and I, we had two ceremonies. One which was an event in Saigon. But the main sort of cultural event was really to come home here to Trang's parents and to do a proper Vietnamese wedding ceremony. Right. And that was a very, very strong impression on me because we had the whole procession here and with friends, and also my family came all the way from Sweden. So they've also been to Long Khánh, they've also been to this house. Right. So when I see this picture, or actually the first time when I saw that this picture was hanging on the wall, I was also very emotional because that was the moment I felt that, wow, I'm part of it, I belong to a new family. Không biết là Trang có thường đưa ông xã về đi thăm cái vườn trái cây ở đây không? Một năm thì cũng có những cái dịp, ví dụ như mùa hè là về vườn trái cây được chơi nè, vô rẫy. Yeah, I wanted to actually say something about that. Because when we do come here, we also go to the garden where Trang's relatives, they have a big garden with where they have chôm chôm. Khi nhắc về chôm chôm ạ, thì lúc nãy đi ở trên xe là
Cô Bình có nghe Trang nói chuyện với cả bé Son, hình như bé Son rất là thích ăn chôm chôm đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bé Son là mê chôm chôm, là hỏi là lát nữa mình về có được ăn chôm chôm không mẹ? À, Johan có mê chôm chôm không? Johan, you like chôm chôm? How can I not like chôm chôm? Mẹ delivers chôm chôm to Saigon every day. À, bác mang lên luôn rồi. Bác lên thì bác đi phải xách nhiều lắm, nên nó xách được chừng 5 ký hay 10 ký. Phải lấy được cái rổ to về đổ ra để lên kệ bếp. Thì ba mẹ thích là cắt cho đẹp ra. Nó cắt sạch sẽ để đó rồi nó chỉ bóp nó ăn thôi. Ở Long Khánh còn nổi trội là măng cụt nè, mít nè, cà phê vân vân, trong đó là chôm chôm là một món không thể thiếu. Mình thấy có một số cái vườn chôm chôm chụp hình á là trong cái vườn chôm chôm thì rất là mê luôn. Đúng rồi, nó từng chùm màu đỏ rất là đẹp. Vậy thì ngày hôm nay Quốc Bình và Johan sẽ chiến đấu với vườn chôm chôm. Yeah. Vậy thì bây giờ trước khi mà chiến đấu với vườn chôm chôm đó thì mình cần phải ăn uống cho nó no ha. Tại vì mỗi lần về Long Khánh là Trang đi tới chỗ này ăn sáng là Trang muốn giới thiệu Quốc Bình tới đây. Ủa có gì mà đặc biệt vậy? Thì đó, bây giờ mình đi ăn sáng ha. Đặt đi. Cái con đường này là con đường Hồng Thập Tự. Rồi nhỏ Trang cũng hay đi con đường này lắm. Và đây, đây là món đặc sản mà Trang muốn giới thiệu cho Quốc Bình á. Ủa? Bánh căn Long Khánh. Bánh căn hả? Ủa? Mình biết là ở Đà Lạt có này, Phan Thiết mình cũng ăn rồi, Nha Trang ăn rồi. Không biết là bánh căn ở Long Khánh thì khác gì với những nơi kia. Có nghĩa là món bánh căn này thật ra là nó gốc của nó là ở miền Trung. Nhưng mà vì Long Khánh đó là cái vùng đất mà nó cũng gọi là cũng đất làm chim đậu, cho nên là nhiều người dân tứ xứ người ta về đây thì người ta mới biến cái món bánh căn này là cái món gốc ở quê của người ta ở đâu đó đó. Người ta biến lại thành cái đặc sản ở Long Khánh, thêm thắt này kia vô, băm xoài vô ăn chung rau, những cái loại vị rau thơm của Long Khánh, và ăn với cá kho, ăn với lại xíu mại, trứng vân vân, thành một cái món đặc sản rất là đặc trưng ở tại Long Khánh. Vậy thì vào ăn thử xem là có gì đặc biệt như là Trang nói nha. Cô khỏe không cô? Cô cảm ơn con. So you keep this one for me to do something here. Đây này, cái kia kìa, cái mình. Dạ. Nóng hả cô? Mình đập đứng vô đi. Dạ. À, hôm nay là Quốc Bình với Đoan Trang là sẽ thử làm cái món này luôn. Có khách tới kìa. Chị gì mua mấy phần chị? Một phần thôi. Một phần hả chị? Bánh đặc biệt chứ chị, đây là ca sĩ Đoan Trang làm á. Phần của cô bao nhiêu? Phần cô bán 25.000 con. Rồi 45 chị. Trời ơi, lời dễ sợ. Kiếm lời chứ. Con đập trứng vô, đập trứng. À cái này phải giang tay không là. Cô cái khơi đây, cái người đây. Ở đây trả con cái khơi, cái này đã. Cỡ này là chín rồi á cô ha. Cỡ này chín rồi phải không? Coi chừng lo chụp hình cháy hết bánh bây giờ. Cô còn thấy nó hơi căng căng hả cô? Thôi cô trả lại cho cô. Bán bánh căng mà thấy căng rồi đó. Bánh căng cô thấy hơi bộ căng. Rồi con mời vô, con mời ra. Nhưng mà ngon quá cô ơi. Chúc chị ăn ngon miệng nha, không bị sao nha. Gọi là cái bí quyết gia truyền. Cái linh hồn của món này đúng không? Linh hồn đó, linh hồn. Cái linh hồn này là gì? Là nước cá giống như mình kho cá bình thường không cô? Nhưng mà mình pha cho nó loãng ra chút xíu. Ở đây nó có cái bí quyết như vậy là con ăn không thấy tanh. Đúng không? Đúng. À, cái cá ở đây là cá biển, cá nục thu. Cái vị rất là đậm đà nhưng mà rất là dễ ăn. Có thể húp như là nước súp vậy đó, như nước lèo vậy đó. Xong, là bây giờ này tới xí mại là thịt, mình nghe thịt bằm đó. Ăn là rất là thơm. Xong rồi tới một nửa cái trứng. Con rắc hành lên, con rắc hành lên. Con giờ con cho cái này đây là có mỡ. Đó. Mỗi người là coi như có tiêu chuẩn là nước cục to là 2 cục, nước cục nhỏ 3 cục. Thuộc quá ha. Người quen phải được ưu tiên chứ. Đó, coi như căn bản một tô nó là như vậy. Nhìn
thấy đã không? Quá là ngon, quá là hấp dẫn. Nhìn rau xanh này, xoài này. Mà công nhận cái lạ là cái này này. Ông xã Trang là người nước ngoài mà ăn mắm này thì có ăn được không? Thường thấy người nước ngoài sợ mắm lắm mà. Ben asked you that have you ever tried this one before and how you feel about this sauce? Yeah, I just wanted to say that now we have to do, you have to explain in English as well because I tried this before. Yeah. But it was a few years ago, so Ambassador, right, you have to please remind me how to eat this one. Okay. Ông xã Đăng Trang là ăn cái này rồi từ cách đây mấy năm trước rồi, cho nên bây giờ anh nói là món này rất ngon mà quên ăn sao rồi. Cho nên là bây giờ đang chẳng hướng dẫn lại đúng không? So now you have to remind me how to eat. This one, you just put like this pancake, this one inside here. But it's not the nước mắm that I made for you at home. Right. It's not that different, one. Different. Yeah. Okay. But don't worry because this is not the brown. Not the purple one. Yeah. Okay. Tại vì sao? Anh tưởng là nước mắm, anh muốn hỏi nước mắm vì anh rất là mê cái nước mắm. Nước mắm mà pha chua ngọt, tỏi, chanh, đường ớt thì mẹ Trang pha rất là ngon, cho nên mỗi lần ăn đồ ăn Việt Nam á, anh húp cái nước mắm như là húp súp. Trời vậy ơi. Thì Trang nói là nước này là nước cá kho chứ không phải nước mắm. Ok, let's eat. Đã đi rất nhiều nơi và ăn được rất nhiều loại bánh căn ở các miền đất khác nhau, nhưng không có một loại bánh căn nào giống với bánh căn đặc sản quê hương Long Khánh của Trang. Đây không phải là lần đầu tiên ông xã Trang ăn bánh căn Hồng Thập Tự. Khi được ăn lại, anh Johan vẫn khen tấm tắc như ngày nào. Cái cá này ăn rất là ngon luôn á. Cái nước chấm này rất là đậm đà. Tại sao cái bánh này lại có tên là bánh căn ta? Bánh căn là bởi vì khi mà người ta đổ cái bột gạo vô trong cái khuôn bột á, thì cái bánh nó căn ra. Nở ra. Nó nở ra thì người ta gọi là bánh căn. Truyền thống kiểu như là địa phương mà. À. Nhưng mà đúng là chữ căn đâu phải bao chữ G, tại căn ra. Do phát âm, rồi, và mà biết ra thì không đúng. Đúng rồi. Rất ngon. Là cái con đường đi vô trong cái rẫy nhà mình á, cái vườn chôm chôm nhà Trang á. Bây giờ là ăn no nê rồi, bây giờ là được đến cái nơi mà đang muốn đến rồi đây. Đúng rồi. Thảo nào. Nãy quên nó để dành bụng để lát vô ăn chôm chôm. Không, yên tâm, mình quyết tâm là tàn phá cái vườn chôm chôm nhà Trang rồi. Wow, đã quá Trang ơi. Chôm chôm. Paradise. My garden. Paradise. Okay. Chôm chôm paradise. If you lose a job, come here, do the garden. Chôm garden. Garden ring and perfect. Then earn money. Đây là vườn nhà Trang rồi đúng không? Đúng rồi. Được ăn thoải mái rồi đúng không? Thoải mái rồi. Cây bên kia là cây bưởi, cây cam ha. Rồi cây chuối. Xung quanh vườn mình có rất là nhiều cây chuối bình đó. Chuối là banana. Banana đó đi. Chuối thoải mái luôn. Cái biết sao không? Tại vì đất đai Long Khánh của mình á là cái lợi thế là cái đất vùng đất Ba Giang, cho nên nó lợi thế về đất đai trù phú, rồi về thời tiết cũng tốt nè, cho nên là trái cây Long Khánh rất là nổi tiếng. Bây giờ Trang giới thiệu với mình đây là vườn của Trang. Vườn khỏe hả vườn? Dạ. Dượng ơi, con thấy cái cây bưởi này nó hơi lạ. Bình thường con nhìn các cây bưởi là nó ở gốc nó cao cao lên bắt đầu nó mới phân nhánh ra. Nhưng mà cây bưởi này ngay ở dưới gốc bắt đầu là phân nhánh nó rất là nhiều mà quả của nó quá trời luôn này. Có cái bưởi thì chị tấm hình luôn đó. Chứ khoan để Yên nghe giới thiệu cây bưởi coi. Đẹp quá trời luôn, năm nào về đây cũng chụp mà chụp hoài. Nó thấp là mình phải chặn đứng nó lại, rừng để nó lên xuống, phải cho nó nhiều nhánh. Bằng cách nào Dượng? Mình phân cái mình lấy cái cây mình chắn đúng không Dượng? Không, mình đừng cho ngọn. Nó lên. Ngắt ngọn nó đi. Đừng cho nó ngọn. Mình ngắt cái ngọn lên, mình ngắt cái ngọn nó đi. Dạ. Ngắt cái ngọn nó đi hát mà cho nó làm vườn nó tỏa ra. Cái cây bưởi này và một số cái loại cây trong vườn này mà đi mà bị mất là không phải tại con đâu nhá. Tại vì nó quá kích thích. Đây là chôm chôm, cây chôm chôm thường. Còn có mấy... Dạ. Anh yêu cô chị. Anh yêu cô chị. Ông xã của Trang là ở nhà, nhưng mẹ Trang nói là cứ để ngang tầm xong bóc bỏ miệng. Còn đây không cần. Đây đứng cắn luôn, vừa miệng luôn. Cây luôn ha. Rồi đây là vườn này, là vườn chanh này. Lemon tree, lemon tree. Gặp đâu là bứt đó. Ôi Trang ơi, cái cà phê này. Cái cà phê là giống của Băng Mê Thuột. À. À.
cái cà phê là xưa giờ là người ta nghe tới cà phê là người ta nhắc tới Buôn Mê Thuột đúng không? Nhưng mà thật ra mọi người không biết là Long Khánh cũng là một cái vùng vô cùng nổi tiếng về cà phê. Từ những cái ngày Trang còn nhỏ là ba mẹ con cũng có cái vườn cà phê dưỡng dưỡng ha. Rồi xong rồi cái tới mùa thu hoạch á là rất là thích đi vô rẫy cà phê là bởi vì nó đỏ. Nó chín cái nó đỏ rất là đẹp, cái tuốt tuốt phụ ba mẹ phụ cả nhà tuốt xong rồi để vô một cái tấm đệm to rồi phơi hay dưỡng ha, phơi rồi cho khô rồi bán cho người ta đem rang. Mùi thơm ha. Cái hoa cà phê cũng đẹp. Rất là thơm. So your family also harvest the coffee beans? Right, coffee beans. We also plant that like when I was young. Bây giờ chú dẫn thằng con qua bên vườn thác để cái giường kia là mình chôm chôm nhiều hơn. Nhãn nhiều hơn. Dạ. À bên kia là có chôm chôm nhãn hả chú? Ờ, chôm chôm nhãn thì ngọt đó. Đã vườn lắm đó là mình có buôn bán kinh doanh luôn đó. À cái vườn đó. Ủa vậy thì mình vào mình bứt được không? Thoải mái luôn. À cũng rồi, thoải mái luôn. Cái chanh đảo quá. Rồi đảo quá Dượng ơi. Bây giờ thì mỗi người đã được chuẩn bị một cái làn rồi. Chuẩn bị thu hoạch thôi. Ôi ơi, mua khai vào. Vào. Một cái điều mà cũng là một cái niềm tự hào chung là những cái người con của nhà làm vườn chôm chôm đó là năm nay vào tháng 4 năm 2018 này là lần đầu tiên ở tại New Zealand là được xuất khẩu trái chôm chôm vào, đó là trái chôm chôm từ Việt Nam. Nhìn cái trái chôm chôm mà thấy ngon không? Trái chôm chôm nhãn nè. Ni, this is a chôm chôm nhãn á Ni. Another kind of chôm chôm but it's sweet. They call like, I don't know exactly the word in English, but it's like longan rambutan. You know, yeah, I love this one so much. Ở Long Khánh nó làm có rất là nhiều nhà làm vườn mà người ta làm giàu lên từ trái chôm chôm này. Là người ta đã có bao đời trồng rẫy chôm chôm rồi chăm sóc nó rồi bán buôn kinh doanh, nói chung cũng trải qua rất là nhiều cái vất vả nhưng mà người ta cũng giàu lên từ trái chôm chôm này. Chôm chôm ở Long Khánh còn được trồng với rất là nhiều loại giống khác nhau, ngoài chôm chôm thường thì còn có chôm chôm nhãn nè, chôm chôm Thái hay chôm chôm Java vân vân. Mỗi loại lại có những hình thù và vị tương đối khác nhau, góp phần làm cho người thưởng thức chôm chôm ăn hoài mà không ngán. Bây giờ em với chú Bình, hai người thi nhau hái chôm chôm bằng cùi chỏ. Ai mà hái nhanh nhất á, dựng tặng 10 ký chôm chôm. Yeah. Wow! Có nghĩa là phải hái bằng cái cùi chỏ đó nha. Chứ hái bằng cùi chỏ là sao ta? Là kẹp vào thế này hay là dùng kẹp như đó? Yes, quicker. Cha không được phụ giúp, cha phải đi ra rừng khác. Here we go. Trời ơi, bình hết áo rồi. Sao hái củ ba đi không? Hái củ ba để mình được mùi. Trời ơi, nhà bên kia nhiều người quá. Trời ơi, cái người bên kia có được phụ giúp nữa kìa. Chàng, chùm chưa đẹp kìa đó. Cái này chùm lên đây. Chùm lên đây. Không nghe lời mình. Trời ơi, chơi mình chơi chôm lại cũng nghe luôn. Anh Johan vì 10 ký chôm chôm mà hăng hái quá chừng luôn. Còn Trang á thì cũng vì 10 ký chôm chôm này mà phải tranh thủ hái giúp ông xã mới được. Về đúng ngay mùa trái chín, chôm chôm sai trái, triểu quặn xuống trên những gốc cây chôm chôm lâu năm. Không cần với tay, cũng vừa tầm hái. Oh my god, so fun. Dượng, này của con. Cái này con nhiều hơn này. Đây, còn con nhiều hơn đúng không? Mình nhiều hơn. Đó, còn con nhiều hơn. Dượng, con là cháu của Dượng. Dượng công bằng. Tặng cho Quốc Bình 10 ký chôm chôm. Con cảm ơn. Quý vị khán giả thân mến, liên lạc với Quốc Bình để ăn 10 ký chôm chôm này nhá. Trời ơi. Đáng không đó. Well done, winner. Người chiến thắng mà. Ok, đây. Đây là cái hàng tạp hóa, vô đi chơi chút xíu. Đây là cái hàng tạp hóa mà của từ thời ông bà ngoại để lại. Tức là của nhà Trang luôn đúng à? Đúng rồi. Nhà Trang có phụ bán không? Lâu lâu Trang cũng phụ thối tiền. Rồi xong mà giữ cái thúng tiền cho ngoại. Đó, rồi xong rồi nhà mình là nổi tiếng làm gì biết không? Làm bún. Nhà mình đó là rất là nổi tiếng, khu Long Khánh này là bán bún rất là tươi và cung cấp bún cho thị xã. Đó là bún đó, thì bây giờ tiếp tục vẫn giữ cái quán tạp hóa này để truyền từ đời này qua đời kia. Bây giờ bên đây là có cái này Trang muốn giới thiệu cho Bình nữa.
Now, yeah, I want to introduce. À, đây là quán củ hành tây. Là quán nhà luôn. Quán nhà luôn. Trời ơi. Tại sao? Là tại vì các chị em mà con của dì Út của Trang á rất là mê ẩm thực. Thì mới mở cái quán này ở tại Long Khánh mình. Nhưng mà mở quán như vậy nhưng mà cũng là một cái nơi để cho cả gia đình tụ họp. Tết tư rồi dỗ quẩy tất cả gia đình tụ họp ở đây. Dì Út, đây là cô Nguyệt, là em họ của Trang, là con của dì Út. Nhưng mà hai đứa chơi rất là thân nhau từ nhỏ. Đây là bà Phương trong gia đình. Rồi, trời hôm nay nhiều đồ ăn quá. Mời cả nhà ngồi. Khoan khoan, trước khi mà mình ngồi ăn, Trang muốn giới thiệu với Bình là, có lộc ăn rồi này. Đây là những cái món rất là đặc biệt, đặc sản. Đây là cái món là gà lá giang, là gà nấu lá giang nó rất là ngon, canh giống như này, kiểu chua chua. Miền Nam không biết ngoài Bắc có ăn cái món này chưa? Ngoài Bắc thì không ăn nhưng mà vào trong này thì ăn rồi. Đó, gà lá giang rất là nổi tiếng. Còn cái món này cũng nổi tiếng không kém, đó là canh lá ổ qua rừng. Cái lá đó rất là đắng, nó nhẫn á, mà cái lá đó là cực kỳ mát luôn. Ở cái vùng Long Khánh á, đất Long Khánh á, không trồng mà cái lá giang với lá ổ qua rừng nó cũng mọc lên đầy. Cho nên người ta hái, người ta nấu ta tạo thành một cái món đặc sản. Rồi bây giờ bà ngồi đi giới thiệu rồi tôi chịu không nổi rồi tôi phải ăn thôi. Đó, chưa nha, còn nữa còn nữa. Cơm gà cá mặn. Đó thì lúc nào gia đình tụ họp cũng nấu món đó, mấy đứa nhỏ rất là thích. Đây là những cái món bò như là cái gì rau càng cua cũng hái trong rẫy vậy chứ. Nó mọc những nơi vách đá rồi. Cái này mình làm gỏi rồi xong mình bỏ bò lên. Thì bò là đặc trưng đặc sản của quán củ hành tây nhà mình. Đó. Rồi đây là bò xào với đậu que. Đây là gà kho gừng, gà ta Long Khánh, gà đi bộ. Thêm một điều nữa, mấy cái nước mắm này nè. Do you recognize the nước mắm bà Đào? Yeah. Tại vì á, mẹ của Trang á là pha nước mắm cực kỳ ngon. Ta nói là đúng nước miếng. Nước mắm chanh đường tỏi ớt, anh Johan húp như là húp súp vậy đó. Thì đây là gọi là nước mắm bà Đào. Trong Nam thì là thường hay ăn đó, mắm pha, nhưng ngoài Bắc thì là ăn mắm mặn. Đây, nước mắm mặn đây, đặc sản quê hương Việt Nam. Khi mà Johan làm rể nhà Việt Nam là phải ăn nước mắm đúng không? Cái canh mà chua rồi đó là ăn với nước mắm trong, là nhà mình hay nói. Ngoài ra mình được biết là mắm có rất nhiều acid amin, nó có lợi cho sức khỏe á. Có rất là nhiều người đi nước ngoài còn lén cái này cho Bình mắm không ớt đi. Bây giờ chắc là mọi người đói bụng rồi, bây giờ mình ăn cơm nha. Con mời ba mẹ, con mời dì, mời bà Phương, rồi bé Nguyệt nè, anh Bình, với lại mời Johan. Thank you very much. Thank you. That's all I get. Yeah. Lâu lắm rồi mới được dịp cùng gia đình bên bàn ăn thật là ấm cúng. Có ba mẹ, anh chị, bà con, còn có ông xã của Trang và bé Son nữa. Lúc nào cũng vậy, dù đi đâu về đâu thì bữa cơm gia đình quây quần bên nhau đối với Đoan Trang, đối với các thành viên trong gia đình là không thể thiếu. Đó cũng là nét văn hóa Việt mà gia đình Đoan Trang đã gìn giữ bấy lâu nay. Được ngồi trong không gian gia đình, Trang cảm thấy vô cùng là hạnh phúc, ấm áp. Dù cho ăn món gì đi chăng nữa cũng thấy ngon. Huống hồ gì hôm nay toàn là được ăn những món Trang thích, đồng thời cũng là các đặc sản nổi tiếng ở Long Khánh. Hy vọng sau hôm nay, Quốc Bình cũng sẽ yêu thích vùng đất này hơn. Ngon không chị? Quá ngon luôn. Quá ngon. Trời ơi, quá đã. Hứa là ăn sạch cái bàn ăn mà ăn không nổi vì no quá. Sáng thì ăn bánh căn, xong đi vào vườn ăn trái cây, xong đến về đây là ăn này, chiều định làm cái gì ra đây. Mới có nửa ngày thôi mà chắc là lết đi không nổi nữa bạn. Về Long Khánh là phải về.